Kính thưa cũng như toàn thể các anh chị kính mến, thưa quý vị, nhân hôm nay cũng là ngày mà toàn thể chư huynh đệ chúng ta đồng hội tụ trở về đây để rồi chia sẻ hoa giáo lý của Đức Thầy. Thì trong khi tôi lên đây làm bổn phận, mong rằng những điều chia sẻ hôm nay để rồi cho toàn thể chúng ta được biết trong cái thời kỳ này, để rồi mình cố gắng tinh tấn tu hành. Thưa quý vị, thì trong khi tôi làm bổ phận, có những cái điều gì còn kém khuyết nữa, mong quý vị cũng quan hỷ, cũng bỏ lỗi cho những cái điều còn kém khuyết. Đằng này thành thật biết ơn trước ạ. Nam mô A Di Đà Phật. Thưa quý cô bác và toàn thể anh chị em trên cộng đồng mạng, thì nhân một cái duyên lành trong buổi gặp gỡ hôm nay, thì Úc Đàn lên đây mượn giáo lý của Đức Thầy để rồi chia sẻ, nhắc nhớ qua những cái điều mà Đức Thầy trong khi vắng mặt, Ngài để lại một cái kho tàng pháp bảo, trong đó có nhiều câu, có những cái hàm ý để nhắc nhớ chúng ta trong cái thời kỳ hạ quân cục cuối này, để rồi chúng ta cố gắng mà lo tu thân, cố gắng lo lập hạnh, cố gắng trau dồi để sau này chúng ta được diện kiến Thầy và được sống còn trong cái thời kỳ hạ quân cục cuối này. Thưa quý cô bác, thì trong thời gian gặp gỡ hôm nay, thì Úc Đàn lên đây chia sẻ cũng chỉ vỏn vẹn vài mươi phút thôi. Mong quý cô bác cũng quan hỷ, cũng bỏ lỗi cho những cái điều gì còn khác biết. Một lần nữa chân thành cảm ơn ạ. Nam mô A Di Đà Phật. Thưa quý vị, thì hôm nay Úc Đàn lên đây gặp gỡ cùng toàn thể quý vị, tức là mượn trong bốn câu trong giáo lý của Đức Thầy mà để chia sẻ cùng toàn thể cô bác anh chị em hôm nay. Tức là Đức Thầy cho biết là hoàn cầu trái đất chuyển xây, gớm ghê cho chúng mà phơi thay muôn ngàn. Ngày nay đạo đức chẳng màng, rồi sao dẫu có tiền ngàn có mua. Thưa quý cô bác, thì trong bốn câu giảng này, theo như sự nhận biết của đàn này đó, tức là lần lượt rồi để trình bày qua cho toàn thể cô bác. Thì trong cái thời kỳ này mà Đức Thầy đã nói bốn câu này, tức là từ năm 1139 cho đến nay, mà Đức Thầy cho biết là hoàn cầu trái đất chuyển xây, có nghĩa là trong thời gian đó Đức Thầy ra đạo đó, thì cái cuộc mà thế chiến đệ nhị đó là sắp sửa coi như là lan rộng qua châu Á của mình. Nhưng mà là giai đoạn đó là hoàn cầu trái đất chuyển xây, nhưng mà hôm nay đó thì năm nay là cái năm Quý Mão, quý cô bác, có lẽ nghĩa là 2023 năm nay, mà hiện giờ ông đàn này thấy là hoàn cầu thực tế trong thời gian này mới đúng là hoàn cầu trái đất chuyển xoay, quý vị. Xin thưa quý cô bác, hoàn cầu ở đây định nghĩa đó, hoàn cầu có nghĩa là trái đất của mình đang ở đây, gọi là hoàn cầu, hay là cõi thế, hay là cõi dương gian, thế gian, trần thế, cũng đồng một nghĩa là hoàn cầu. Nhưng mà hiện giờ ở đây Đức Thầy cho biết là hoàn cầu trái đất chuyển xoay, trái đất là khẳng định là cái trái đất mình đang sống đây, loài người đang cùng chung sống nhau đây, mà chuyển xoay là chuyển xoay cái gì quý vị? Xin thưa, cái giai đoạn này á, là cái giai đoạn chuyển xây khủng khiếp với cô bác. Nhưng mà giai đoạn chuyển xây này á, tính cái mốc nào quý vị? Xin thưa, ông đàn này thấy đó, có nghĩa là từ năm 2019 bắt đầu chuyển xây, nhưng mà cho đến chính thức là 2020 đó, là phải nói là chuyển xây một cái là khủng khiếp với cô bác anh chị em mình. Nam mô Di Đà Phật. Tức là 2020 rồi là chuyển xây toàn cầu, là chuyển xây toàn cầu, có nghĩa là từ hồi Covid đó quý vị, tức là một cái tiếng chuông đánh thức cho loài người của mình sống ở trên cõi ta bà này, trên trái đất này, ở toàn cả thế giới này. Tức là hồi bệnh mà Covid-19 đó quý vị biết đó, là bắt đầu là nhóm là Covid, nhưng mà đến năm 20 đó chính thức là Covid bùng sang là toàn cả thế giới, là 200 mấy nước, không một nước nào tránh khỏi hết đi cô bác. Mà Đức Thầy cho biết là lớp đau chết kể thôi vô số, nhưng mà thời gian đó đó, coi như là thống kê trên toàn cầu đó, 200 mấy nước chết là mấy triệu dân đó, nhưng mà thống kê con số đó chưa chính xác với cô bác à. Vậy là có chuyển xây chưa quý vị? Đó là tiếng chuông á, là báo động, tiếng chuông là đánh thức để cho tất cả
chúng sanh ở trên trái đất này là mình biết là rằng thiên định tuồn đời sắp hạ, có nghĩa là sắp hết đó quý vị. Tức là đánh thức để chi? Khổ ách này đặng thức tỉnh trần rằng thiên định tuồn đời sắp hạ, có nghĩa là sắp hết đó quý cô bác. Có nghĩa là đánh thức từ năm đó đó. Nhưng mà chưa quý vị. Đức Thầy cho biết là tuồn đời như pháo châm ngồi, nó còn khủng khiếp nữa quý cô bác à. Là hiện giờ hoàn cầu đang trái đất chuyển xây, tức là nó thay đổi rất nhiều việc. Mai thì động đất chỗ này, mốt thì bão lụt chỗ kia, mai là chiến tranh chỗ nọ. Quý cô bác mình hiện giờ trong cái thời gian này đó, coi như là suy nghĩ lại đó, thấy cái cảnh đau thương chết chóc là khổ kêu bằng không thả nổi quý cô bác. Hôm nay để lên đây coi như là nhắc nhớ qua những lời mà Đức Thầy chỉ dạy, năm nay là 84 năm rồi quý cô bác à. Thì hiện giờ là hoàn cầu đang trái đất đang chuyển xây quý cô bác, gớm ghê cho chúng, hơi thay muôn ngàn. Bây giờ hiện giờ Úc Đàn này nhắc, nhưng mà quý cô bác mình đó, chắc có lẽ là ai cũng biết, bởi vì cái thời kỳ này đó là cái thời kỳ hiện đại quá, cái thời kỳ 4.0, cái thời này kỳ này đó là ngồi một chỗ mình quẹt là mình biết hết quý cô bác à. Hôm nay để nhắc lại cho quý cô bác anh chị em mình, trong cái thời gian này đó mà nếu không tu rồi sau này khổ, Phật cứu mình học được nha quý vị. Nếu mà không tu rồi là khổ, là Phật cứu học được. Bởi vì hiện giờ đó là ở thế giới đó, là Đức Thầy cho biết là lúc này thế giới bi ai, chẳng nói vắng dài Phật nọ tức tâm. Bây giờ là thế giới bi ai rồi, hoàn cầu trái đất đang chuyển xây rồi, mà mình không chuyển hoài đầu nghe tiếng chuông ngân mới trở về chốn cũ, chỗ gần Phật tiên đó, là sau này khổ, Phật cứu mình không được quý vị. Đức Thầy cho biết là nhìn xem trần nước mắt dưng dưng cảnh áo não kể sao cho xiết. Mà bây giờ nói về cái cảnh áo não, cái hoàn cầu đang trái đất chuyển xây rồi, mà Đức Thầy nói là gớm ghê cho chúng luôn. Chết một cái là không kể nổi quý vị. Chết mà không chôn được, rồi thay là chồng chất với nhau, rồi để đó không chôn được, coi như là xình lên rồi xẹp xuống, là rùi lằn rồi, coi như là nó làm đủ kiểu hết. Quý cô bác mình đã đúng như lời Đức Thầy nói chưa? Có nghĩa là gớm ghê chưa? Coi như là thấy cái cảnh chết đó mà gùng mình luôn. Chết mà thống kê là không biết con số chết là bao nhiêu luôn. Coi như là khủng khiếp. Dòng hỏi nó bỏ một trái là nó sập cả một cái căn phố gì đó. Là không biết bao nhiêu là cái căn phố mà nó dập rồi nó đè những cái người mà nằm ở dưới đó rồi, mình đâu có thống kê được cái gì. Có khi để 3-4 ngày, 5-7 ngày là đến đi, khi mà móc lên rồi đó, xác hôi xác thúi, nó rã nó sình ra. Quý cô bác á, có thấy là gớm ghê cho chúng chứ? Coi như là nếu cái cảnh đó mà mình nó thật sự ở đó nghe quý vị, mình chứng kiến thấy một cái cảnh hải hùng khiếp vía luôn chứ không phải tường đâu. Nhưng mà bây giờ đã thấy rồi đó quý cô bác à. Đó, bây giờ đã thấy rồi, coi như là mắt nhìn ngoại quốc thảm thê rồi. Nhưng mà hôm nay Đức Thầy báo động cho mình biết đó, trên toàn cầu trong giai đoạn này là phải tu liền quý cô biết cô bác à. Chứ nếu chần chờ thì lục thục chảy chân nghe quý vị. Nam Mô Di Đà Phật. Nếu chần chờ là lục thục chảy chân à. Mà Đức Thầy cho biết là mau chân kiếp đến Long Hoa Hội chầu Phật hòa vui cõi đại đồng, có nghĩa là mình mau chân đi theo đạo lý nhất tâm mới kịp. Ngày nay đà gặp dịp tu hành niệm Di Đà, mới ráng niệm cho rành thì mới được sống coi tiên thánh nghe quý vị. Còn không niệm Phật, không ăn chay, không làm lành, cái giai đoạn này đó coi như là nó đến cái chết đó bất cứ lúc nào với mình cô bác anh chị em à. Đức Thầy cho biết là chuông kia treo sợi chỉ mạnh, chuông kia treo sợi chỉ mạnh, cái giác này đó, cái lúc này đó giống như mà chỉ mạnh treo chuông quý cô bác, không biết nó đứt chừng nào nghe quý vị. Nam Mô A Di Đà Phật à. Bây giờ Úc Đàn xin hỏi toàn trên thế giới này, ai có biết mình là sống được bao lâu không quý cô bác? Nam Mô A Di Đà Phật. Chắc là có lẽ không ai biết đâu. Vậy thì cái chết bất đến bất cứ lúc nào, bây giờ là chiến tranh đó mình thấy trước mắt đó, tức là cái đó là thực thế mình đã thấy rồi đó, là mắt nhìn ngoại quốc thảm thê thì nó mang cảnh khổ của trời bên tay, không biết ngày giờ nào. Thôi Úc Đàn khuyên toàn thể quý vị ráng đi, bây giờ là phải tu hành đi, gấp rút đi. À, bây giờ hồi xưa giờ chưa biết ăn chay thì bây giờ ráng tập ăn chay nghe quý vị. Mà không ăn chay mà không nổi cũng phải nổi nghe quý vị. Chuyến này là không ăn là bỏ mạng đó à. Chuyến này là không tu là bỏ mạng đó à.
Út Đàn nói ở đây đó không phải là hù dọa quý vị đâu. Nam mô A Di Đà Phật. Bởi vì đây là Út Đàn muốn nhắc lại lời của Đức Thầy. Bây giờ Út Đàn đọc lên đó, nếu quý vị không tu, bây giờ coi cái đường nào đã dành cái sống cho mình không nè. Đức Thầy nói là cứu lương hiền chẳng cứu người hung, kẻ gian ác đến sau tiêu diệt. Nếu mình không tu, mình tạo nghiệp, mình làm gian ác rồi, mình nhắm sống khỏi được không quý cô bác? Nam mô A Di Đà Phật, không sống được đâu nghe. Chiến này là tiêu à. Mà cái người tu rồi Đức Thầy cho biết ráng tu đặng mà chết, chứ không phải tu sống nghe. Chứ không phải ở đây Út Đàn phiên quý vị tu rồi sống. Bởi vì cái xác thân của con người mình là cái xác thân tứ đại đất nước gió lửa, sớm muộn gì cũng chết. Dầu cho mình sống cao đi nữa cũng không quá trăm tuổi cô bác. Đức Thầy dạy phiên mình ráng tu đặng mà chết là chi? Bởi vì cái người tu mà chết là không bao giờ mất. Nên Đức Thầy phiên mình ráng tu đặng mà chết cô bác. Chứ không phải đâu tu đặng mà sống nghe. Nếu tu mà sống Út Đàn này không tu nữa quý vị. Nam mô A Di Đà Phật ạ. Sao kỳ vậy? Tu đặng mà sống rồi á, là cái kiểu này đó, là năm nay Út Đàn 50 mấy tuổi. Tu đặng mà sống ráng á, sống tới 70 tuổi là giác đó đi hết muốn nổi rồi. Hoặc giả là ráng tu đặng mà sống mà tu coi như là cái tuổi thọ mà cao, sống tới 90 tuổi rồi giác đó sống đây làm gì quý cô bác? À, rồi á, nếu mà cái tuổi thọ mình cao nữa đó, sống 100 tuổi là con cháu không biết ai hết á, là không biết đó là người thân bằng quyến thuộc sớm chờ mực chả có nhìn ra ai hết, sống để làm gì quý cô bác? Vì lẽ đó Đức Thầy khuyên mình ráng tu đặng mà chết, chứ đừng để chết đến mà chẳng có tu. Nếu mà cái chết đến đột ngột đó bất thần, Đức Thầy nói là cõi âm thần bệnh sái dịch ôn nó chờ mãn phước ra tai bẻ họng đó. Cái chết mà đột ngột, cái chết mà bất đắc kỳ tử, cái chết mà không đó là cho mình hay trước báo trước đó, là đang sống mạnh giỏi mà coi như là tử thần cắt cổ ngang đó, là cái chết này đó là khổ lắm nghe quý vị. Thiên đường siêu thoát thời thông thả, rồi địa ngục thì trầm luân ác đảo điên. Cái chết này khổ lắm quý cô bác à. Vì lẽ đó Đức Thầy dạy mình ráng tu đằng mà chết. Vì trong cái giai đoạn này là cái giai đoạn cuối cùng rồi, cái giai đoạn hạ quân hết rồi. Cái giai đoạn này là không tu thì chừng khổ cũng ưng đó. Đừng có trách sao không chỉ bảo. Đức Thầy dạy mình, Đức Thầy khuyên mình, Đức Thầy nói hết quý cô bác à. Đó, lời Thầy dạy thật là cặn kẽ. Bao nhiêu tình bác ái góp tôm, trong bá gia tầm đạo quá mồm, thôi giả thế ước mong đời thành. Đức Thầy là lúc nào cũng muốn cho mình dạy mình là cứu mình để sau này mình sống còn quý cô bác. Chớ là cái cảnh tới đây đó là không có cách nào nếu mình không tu mà sống được hết quý vị à. Tao nói là không bao giờ mình sống được đâu. Bây giờ mình nhìn thấy ở thế giới đó hiện giờ đó, cũng như Nga, Ukraine nó đánh chiến tranh vừa rồi trên 28 rồi đó. Quý cô bác mình đó, nếu ở trong cái vùng nội chiến đó, nhắm mình sống được không quý vị? Không có sống được đâu. À, rồi tới là hiện giờ là Trung Đông đó, quý cô bác mình thấy đó. Hiện giờ là Israel đó, và Hamas nó đánh một cái hôm nay đó, trên dưới là ngày vào ngày là 7 tây tháng 10 rồi đó. Tới nay là trên dưới trên 20 ngày rồi. Quý cô bác mình mới đây thôi mà chết gần 10.000 người. Quý cô bác mình có thấy khủng khiếp chưa? Nhưng mà Đức Thầy cho biết là chừng thấy máu đào chúng mới chịu tu là không kịp nha quý vị. Là hiện giai đoạn này là hoàn cầu trái đất chuyển xây đó. Gớm ghê cho chúng phơi thay muôn ngàn. Nãy giờ Đàn nhắc là chỉ cho chiến tranh đó. Nhưng mà hiện giờ đã không phải nói chết về chiến tranh không. Lớp đau chết kể thôi vô số không có kể được quý cô bác anh chị em à. À, lớp ra chết kể thôi vô số. Rồi sau này nữa đó hiên là thêm tà ma, rồi yêu quái chặt đường, chốn hồng trần, nhiều nỗi thảm thương làm sao cứu những người hung ác. Rồi khắp thế giới cửa nhà tan nát với cô bác mình hiện giờ đó. Anh chị em mình nó mở mạng lên coi đi, xem đi. Bây giờ có thấy là khắp thế giới cửa nhà tan nát chưa? Nó chưa có khắp thế giới, nhưng mà thật chất là nó rất nhiều nước rồi cô bác à. Động đất cũng tan nát nhà cửa nè, rồi chiến tranh cũng tan nát nhà cửa nè. Điển hình như Thổ Nhĩ Kỳ, nguyên một cái thành phố trong chốc lát là động đất một cái là chết không biết bao nhiêu, trên dưới gần 70.000 người. Quý cô bác mình thấy khủng khiếp chưa? À, khắp thế giới cửa nè tan nát chưa? Cùng xóm làng thưa thớt quạnh kiêu, bấy lâu nay nuôi dưỡng chắc kiêu nay tận diệt lập đời trở lại. Rồi khắp thế lê thứ biến di thương hải,
dùng phép màu mới lập lại thượng nguyên, việc thiên cơ khùng tỏ hết trơn. Đức thầy nổ hết tuổi của bác à? À, Đức thầy giải hết rồi, nhưng mà cái thiên cơ và cái đạo lý á, hồi xưa giờ đó, chắc có lẽ nếu quý cô bác anh chị em nào tu đó, chắc có lẽ tin đó. Giai đoạn này nó ứng nghiệm với lời Đức thầy chỉ dạy hết. Nếu mình có tu mình tin, còn không có tu, có nhiều anh em nói chàng ơi, đời á, bây giờ đất nước Việt Nam mình vẫn yên bình mà, đất nước Việt Nam mình vẫn là còn là sung túc mà, vẫn phồn thịnh mà, có gì đâu mà mấy đệ mấy anh em sao mà lên mạng nói dữ vậy, nói sao mà nay tới mai tới ghê quá vậy. Nam Mô Di Đà Phật à. Nói cho quý cô bác anh chị em mình biết, nếu mà tới như nước ngoài là mình tu không có được đâu quý cô bác. Bây giờ còn yên bình, bây giờ là còn chưa có chuyện gì xảy đến hết, mình còn ở trong cái niệm ấm chăn im, mình còn là ăn chay niệm Phật được nè, mình còn làm lành được nè. Nếu mà tới như giống cái cảnh Ukraine và Nga đó là nó chạy không cái tu dữ gì. Nam Mô Di Đà Phật, chắc đó tu được không mấy anh? Chắc đó là bập bẹ Nam Mô cũng nhậu cầu, chắc đó tu hành gì nữa. Nếu mà cái trận mà giống như Nga Ukraine nó đánh ở bển á, coi như giác đó nó không cho mình ăn cơm luôn nữa, chứ nó đừng nói mà tu. Ăn cơm nó không cho ăn cơm, mà tối ngày quý cô bác anh chị em mình biết nó cho ăn gì không? Nó cho ăn bơm không? Nó cho ăn bơm chứ nó cho ăn á tên lửa, nó cho ăn đại bác không à? Giác đó quý cô bác mình ăn ba cái thứ đó rồi tu được không mấy anh? Nam Mô Di Đà Phật cả. Theo nhốt đàn này nghĩ tu không có được đâu. Vậy là hoàn cầu trái đất chuyển xảy là hiện lúc này đó, mà Đức Phật Thầy Tây An đã báo trước cho mình là coi như là một trăm mấy năm nay rồi. À, bước qua năm mẹo như tơ gối cuộn rồi, mà bây giờ năm nay năm mẹo, bây giờ y chang đúng không bác? À, bước qua năm mẹo như tơ gối cuộn rồi, năm mèo tháng mẹo chưa buồn, năm mèo tháng hợi nha. Nam Mô Di Đà Phật, tháng hợi là tháng 10 tới nè. Hôm nay Út Đàn nói chuyện hôm nay là đúng 20 tháng 9 rồi quý vị, mà tới năm mèo tháng hợi còn có 10 ngày nữa bước qua tháng hợi đúng không cô bác à. Hôm nay á, bây giờ đất nước Việt Nam mình chưa có gì, hoặc giả là toàn cầu mới có là cả trên dưới cả chục mười mấy nước là nó báo động chiến tranh. Nhưng mà thật chắc mười mấy ngày tới nếu mà nó lan tỏa ra toàn cầu quý cô bác nào, bây giờ mà không tu đến chừng đó là chừng thấy máu đào là tu không kịp nha quý vị. Nam Mô A Di Đà Phật ạ. Út Đàn kêu gọi quý vị nên bình tâm tĩnh trí, nên hồi tâm đi, để rồi chúng ta cố gắng lo đạo trước một ngày. Cái thời kỳ mà hiện giờ đó, thời kỳ chưa tới đi, nếu để chờ sấm nổ văn thinh đó, e bá tánh ăn năn đã muộn. Cái sấm nổ ở đây, cái nghĩ của Út Đàn không phải là nghĩ về sấm mà thiên cẩm sơn nổ mà giác đó mình tu không kịp. Mà ở đây coi chừng nếu mà chiến tranh mà nó lan tỏa toàn cầu, sấm ở đây là coi như là chấn động, là chỉ cho chiến tranh đó quý cô bác à. Mà nếu nó nổ toàn cầu là giác đó mình hết tu nha quý vị. Theo Út Đàn nghĩ là nó chạy không tu hành gì. Nam Mô Di Đà Phật à. Bây giờ nè, coi như là Út Đàn á, bàn cho quý vị thấy đó, mình nghèo khổ thôi, tức là thiếu trước hụt sau thôi, tiền bạc không có mà còn lo mua tàu hũ ăn, và mình cảm thấy mình tu có rồi đó quý vị. Chứ đừng nói mà chiến tranh rồi cảm thấy nếu trong gia đình mình tu hôm nay mà không có gạo bữa nay ăn, mình cảm thấy mình tu có rồi đó. Chứ đừng nói là chiến tranh mấy anh, còn nói đến chiến tranh là cơm không có ăn nè, nước không có uống nè, điện không có xài nè, rồi giác đó mình muốn tu đâu phải là dễ đâu quý vị. Hôm nay Út Đàn lên đây khuyên quý vị, chỉ cho tất cả mọi người hiện giờ những vị nào chưa tu thì ráng làm lành, ráng lánh giữ đi, ráng ăn chay niệm Phật đi, chứ không thôi là để nước đến chân thì mới vậy đụng hậu có kịp nha quý cô bác. Hôm nay Út Đàn nói hết lời à, bởi vì sắp sửa đến tháng 10 rồi, hôm nay là tháng 9, 20 tháng 9 rồi, nhưng mà Út Đàn không dám khẳng định. Nhưng mà Đức Phật Thầy Tây An á, báo cho mình biết trước là một trăm mấy mươi năm nay rồi, có nghĩa là năm mèo tháng hợi lỵ tuôn dầm về. Quý cô bác nghĩ đó, lỵ tuôn dầm về là gì? Phải mình khóc hết nước mắt không mấy anh mấy chị? Phải không? Lỵ tuôn dầm về mà ở đây là hiện giờ đó, coi như là đất nước Việt Nam của mình hiện giờ chưa có lỵ tuôn dầm về, nhưng mà hiện giờ Ukraine và Nga là lỵ tuôn dầm về, rồi Trung Đông là Israel đó hen, dưới là hằng Hamas là lỵ tuôn dầm về. Bởi vì nha, nội là một đêm là có 2 tiếng đồng hồ thôi, mà nó bắn là trên là 5.000 quả tên lửa, quý cô bác mình chết là trên 500 người trong một đêm, vậy có lỵ tuôn dầm về chưa? Mà đến Việt Nam mình mà chiến tranh toàn cầu đây đen là lỵ tuôn dầm về,
Nhưng mà Đức Phật Thầy Tây An khẳng định vào tháng 10 của năm Mẹo đó. Nhưng mà không biết phải năm Mẹo này không nghe mấy anh mấy chị, Nam Mô Di Đà Phật à. Nhưng mà mình thấy năm Mẹo á, là bước qua năm Mẹo như tơ rối cuồng, rồi mình thấy khủng khiếp rồi. Tức là đầu năm Mẹo vừa rồi là động đất Thổ Nhĩ Kỳ, và đồng thời đầu năm Mẹo vừa rồi quý cô bác mình thấy là ngày 24 tháng Giêng âm lịch là Nga và Ukraine chiến tranh, đúng vào ngày 24 tháng 2 âm là dương lịch đó quý cô bác. Rồi bắt đầu tới là động đất Thổ Nhĩ Kỳ, rồi bắt đầu là tới dài dài qua rồi Syria nữa, coi như là nó bị ấy, con đập một cái là chết dân số trên dưới khoảng 30.000 người. Rồi động đất Ma Gốc nữa, chết là khoảng là mấy ngàn người. Rồi bà già hiện giờ chiến tranh Trung Đông nữa, quý cô bác anh chị em mình thấy đi. Rồi có phải là Lỵ Tôn dầm về không? Nhưng mà chưa. Đức Thầy cho biết là khổ giới thảm ngày nay có mấy vị, không có nhầm gì đâu quý cô bác à. Khổ vậy chưa có nhầm gì đâu. Úc Đàn dám khẳng định khổ như vậy chưa có sao hết. Khổ vậy chứ thảm ngày nay có mấy sợ mai sao dòm thấy bay hồn. Trừ tà gian còn thiện chỉ tồn, mà tới chừng nào đó, tới cái chừng nào mà quý cô bác anh chị em mình thấy là cảnh sông máu mà núi xương tha thiết đó, chết mà coi như là thay chất bằng núi, rồi máu chảy thành sông. Đức Thầy đã báo cho mình biết trước đó hen, sau này cái người nào mà sống cái cảnh hồn qua đó, nó chết một cái là khủng khiếp quý cô bác à. Đức Thầy cho biết là hồn qua đô hội lưu gian quyết dư đảng dọc ngang cấp ma ha. Mà bây giờ dư coi như là hồn qua đô hội lưu gian quyết chứ quý vị. Bây giờ là hiện giờ chiến tranh hiện đại, nó không đánh là thôi nghe quý cô bác. Nhưng mà đến khi nó đánh rồi là nó lựa những cái trung tâm của thành phố, hoặc giả là nó lựa những cái điểm mà trung ương tụ hội rất nhiều người, nó bắn một trái có thể là chết hàng ngàn hàng vạn người đó. Phải lưu gian quyết không quý cô bác? Điều này Đức Thầy dạy mình phải tránh cái cảnh phồn hoa đó quý vị. Đức Thầy cho biết là muốn lánh phồn hoa, lánh thị thành, tìm nơi non thẳm ngõ mây danh, đợi cơ thiên địa mới sẽ dần đến, chờ cuộc phong lôi đổi giận lành đó. Tức kỳ nhiên là thầy kêu mình muốn lánh phồn hoa đó là tìm nơi non thẳm để rồi chúng ta tu hành đi đó. Bây giờ khổ tới bên lưng rồi đó, coi như là khổ đà đi đến như tên cho quý cô bác anh chị em mình đó. Nó nhanh lẹ lắm quý cô bác à, nó y gan như tên vậy. Bây giờ hiện giờ là tuần đời như pháo châm nồi rồi, ba lại dây lại mà có khuôn này. Hiện giờ nó đã châm cái ngồi nổ toàn cầu, sắp sửa chiến tranh, sắp sửa là để tam thế chiến diễn ra tới bây giờ, không còn lâu nữa cô bác à. Trong vòng năm nay và năm tới đó hen, Đức Thầy cho biết đó, Mẹo đã hết trồng bay dơ dẫn nè. Mẹo đã hết có nghĩa là năm Quý Mão này, Mẹo đã hết trồng bay dơ dẫn mới khóc hoàng cầu nghịch lẫn cùng nhau. Lê dân trăm họ sáo xào, trả rời phụ tử máu đào nhuộm thu. Đức Thầy báo cho mình biết trước vậy đó quý vị. Rồi thương quá sức bắt cuộc tâm não quyết cứu đời, dùng đạo phổ thông. Vì lẽ đó Đức Thầy chẳng ngồi nơi ngôi vị hưởng quả bồ đề xuống đây để dạy mình giáo hóa mình, mà bây giờ mình không nghe rồi, đến chừng đó Phật cứu mình sao được quý cô bác. Hôm nay ông Đàn lên đây kêu gọi mong rằng những cái lời chia sẻ hữu ích hôm nay, mong quý vị coi như là bình tâm tỉnh trí lại, xét coi cái lời của Đức Thầy nói ở trong giáo lý mà bây giờ nó đã lộ diện hết rồi quý cô bác à. Thôi sớm thức tỉnh tu thân kẻo trễ nha quý vị, đến tội rồi mới hối muộn màng. Chi cho bằng ta sớm lo toan gìn giới luật, nghe kinh trọng Phật. Bây giờ mình nghe kinh, mình trọng Phật, mình làm lành, mình ăn chay đi quý cô bác à, chứ không thôi không có kịp nha quý vị. Bởi vì hiện giờ là hoàn cầu trái đất chuyển xây không có kịp nữa. Coi như là đông tây trộn rộn, trời che sát à. Chết một cái là nhà không kẻ ở, ôi nói trước chứ không phải là chết vừa đâu quý cô bác. Đông tây trộn rộn, trời che sát, mà nam bắc ê hề đất trở thay đó. Tức là cái cảnh chết sau này mà hiện giờ ở ngoài thế giới là mắt nhìn quải quốc tạp tê rồi. Bởi vì Đức Thầy mới thấy cái cảnh chết đã từ lâu rồi. Nhìn đời lý muốn ứa xa, Đức Phật khóc. Đức Phật thương chúng sanh mà Đức Phật không ngồi yên nơi ngôi vị đúng không bác. Bởi vậy mình hôm nay đó, coi như là ông Đàn này cũng là đệ tử của Đức Thầy lên đây đó, cái clip này đó là coi như là kêu gọi hết mình đó, coi như là chỉ dẫn những cái mà hiện giờ thế giới đó nó đang lộ diện mà đúng như lời của Đức Thầy chỉ dạy. Tức là hiện giờ đang là hoàn cầu trái đất chuyển xây,
rồi gớm ghê cho chúng phơi thay muôn ngàn. Đừng nói là muôn ngàn, một muôn là 10 ngàn, nhưng mà bây giờ nó chết một cái hàng trăm ngàn, coi như là thừa cái con số mà Đức Thầy đã nói nữa quý cô bác. Nhưng mà chưa quý vị, Đức Thầy nói là sau này chết đó hiên, đủ kiểu chết hết. Chết mà đến khi nào mà Đức Thầy cho biết là nhà không kẻ ở, giác đó mà tới là kết thúc nghe quý vị. Nam mô Di Đà Phật cả. Nhà không kẻ ở, ôi nói trước mà nếu chẳng tin lời gặp giết tha. Người xưa di tích rõ việc này, ai muốn mất phàm gặp đồng may, hãy ráng nghe lời ta mách trước, không nhìn đạo đức phải phơi thay. Chẳng này mà quý vị mà không nhìn đạo đức mà không tu đó hiên là phải bỏ thay, phải chết nằm đóng y gan là hồi mà Covid mà ở bên Ấn Độ mà chết trong không kịp vậy đó. Phơi thay, Đức Thầy nói là gớm ghê cho chúng phơi thay muôn ngàn, là trong đó là bốn câu giảng mà ổng càng đang trình bày đây, tức là hoàn cầu trái đất chuyển xoay, gớm ghê cho chúng phơi thay muôn ngàn. Ngày nay đạo đức chẳng màng rồi, sao dốc có tiền ngàn khó mua. Nam mô Di Đà Phật. Bây giờ đạo đức mình không màng, mà đến chừng mà chiến tranh giặc giả rồi á, những cái sự khổ đau dồn đến mình, Nam mô Di Đà Phật, dồn đến mình chịu không có nổi nha quý cô bác. Giác đó là hoài đầu không có kịp nữa quý vị. Giác đó là bập bẹ, Nam mô cũng nhọc cầu. Giác đó là không có cầu khẩn ai được đến cô bác anh chị em ơi. Thì thôi bây giờ mình gác bỏ sự đời. Bây giờ giàu cho mình á, có lo danh, lo lợi, lo tình. Bây giờ ông đàn xin thưa quý cô bác, hiện giờ là coi như nền kinh tế toàn cầu hiện giờ bị lũng đoạn. Bây giờ mình muốn làm giàu, hồi đó giờ á, có cái châu nào giàu hơn châu Âu không quý cô bác? Nhưng mà hiện giờ nó xảy ra chiến tranh, bây giờ coi như là lầu đài nó còn bỏ, mai sau nhiều cuộc đất cả đất cài, là bây giờ nó dùng hạt nhân mà tên lửa nó bắn với nhau đó, rồi á, lầu đài nó bỏ luôn đó. Thì bây giờ quý cô bác mình thấy là bây giờ đất nước Việt Nam của mình, hay là đất những cái đất nước nào mà chưa có là chiến tranh đó, mình lo chi nữa, nó lo rồi đó. Coi như nhà 30 tầng lầu là có hàng triệu tỷ USD mà bây giờ nó còn bỏ, nó chạy đó, rồi bây giờ mình kiếm ra tiền mình làm dạo gì nữa quý vị. Nam mô Di Đà Phật. Ngày nay đạo đức chẳng màng, rồi sao dẫu có tiền ngàn khó mua, thôi làm ơn đừng có lo làm giàu dùm cho để. Bây giờ có tiền tung ra mua cái đất đi, rồi mua cái phước đi, mua cái đạo đi, bây giờ còn mua kịp đó à. Chứ không thôi mà tới mà chiến tranh như Trung Đông, Ukraine không mua nữa. Giá đó hả mấy anh á, có cho tiền để cũng không nhận nữa. Nam mô Di Đà Phật, lo chạy không chứ nhận làm gì. Phải không mấy anh mấy chị? Coi như là giá đó cho, bây giờ mình cũng lấy tiền, ta không xài ta cho mình mà mình cũng xài được đâu mà nhận. Nhưng bây giờ hiện giờ là Trung Đông bây giờ đó đó, tôi nói thật quý vị đó hen, có tiền mua nước mà không có uống nữa đó. Bởi vì nó đánh là mấy cái thành phố lớn là điện đài không còn, mất điện thì mất nước. Mà coi như là gạo á, là nền kinh tế hiện giờ bây giờ đó hen, là các nước nó đem qua nó cứu trợ, mà bây giờ mấy cái cửa khẩu nó đóng lại hết rồi. Thì dài tới thời gian ngắn thôi thì bắt đầu là gớm ghê cho chúng hả, hơi thấy muốn ngàn chàng ơi, chạy qua chạy lại rồi bắt đầu nghe bữa nay chết số, mai chết số, rồi mốt chết số, chết vài bữa vài chục ngàn, bữa vài ngàn, chết vài bữa láng tay à, có 2 triệu mấy dân. Nam mô Di Đà Phật ạ. Ta coi chừng bị xó sổ đó à. Mà hiện giờ là bu bu vô là trên dưới á, ốc đàn là tính là bây giờ tính hỏng luôn hết quý vị. Bây giờ nè, hiện giờ nè, Israel nè là đang đánh với Hamas nè, thì bắt đầu Iran á nó đánh đàn em nó, là mà em nó coi như là sức yếu thế cô, tức quá nhảy vô bên đàn Iran nè. Rồi bên Iran thì có Nga hỗ trợ nè, rồi bên đây thì là Israel thì có Mỹ nè, hoặc giả là đồng minh qua ta gì có đầy đủ hết trơn, Ai Cập gì đủ thứ hết, nhảy vô bây giờ trên dưới là khoảng 9-10 nước rồi. Rồi hỏi cái cuộc này á, mà Đức Phật đã cho biết là Đức Phật Thầy Tăng đó, là bước qua năm mẹo như tơ gối cuồng, bây giờ gối gỡ không được nha quý vị. Nó từ đầu năm mà có như là chiến trường chỉ có Nga Ukraine thôi mà gỡ còn không được, mà bây giờ buông vô 9-10 nước nữa. Bây giờ ông đàn xin thưa đó, bây giờ ông Phật ổng xuống ổng gỡ giùm chúng sanh mình, gỡ không nổi đâu quý vị. Bởi vì thầy cho biết là chiến tranh tàn khốc là do ai quý cô bác? Chiến tranh tàn khốc do là người tàn bạo gây nên, phải không quý vị? Bây giờ á, chiến tranh á, tàn sát cũng vì lòng tham. Di Đà mở cuộc hội đàm cùng chư Bồ Tát quyết đem pháp lành tịnh bình á dưới khắp chúng sanh. Thì hiện giờ Đức Phật muốn cứu mình đúng không bác?
trong cái thời gian này cái đất nước Việt Nam của mình đang yên bình đó, tức là mình còn tu được nha quý vị. Chứ để rồi đó là nếu mà để đến việc rồi thì gian lưng mà chịu. Đức Thầy cho biết đó, chớ Phật đâu cứu kịp cho người. Giàu lòng là Phật thì rất từ bi đó quý cô bác, nhưng mà Phật không cứu mình được là tại sao? Cái nghiệp mình gieo quá nặng rồi mình phải trả đó. Cái giai đoạn này là cái giai đoạn tới kỳ trả quả mình xếp bao rồi quý cô bác à. Trả một cái là chấn động toàn cầu, trả một cái là không có đất nước nào mà ở trên thế giới này không biết hết quý vị. Ở đây đó hiện giờ là có cái thời kỳ 4.0 hiện đại quá này đó, là coi như là mình quẹt lên mình thấy liền đó, coi như là mắt nhìn ngoại quốc thảm thê liền. Là cái thời kỳ này đó là hoàn cầu đang cái đất đang chuyển xây đó, thì gớm ghê cho chúng hơi thay muôn ngàn. Nên hôm nay Úc Đàn lên đây á, phiên toàn thể của bác anh chị em mình ráng tu nghe quý vị, không thôi là không có kịp nữa đâu. Cái giai đoạn này là cái giai đoạn kết thúc rồi, mà cái giai đoạn trong tháng 10 tới đây là giai đoạn đó là cái điểm nhấn mạnh đó quý cô bác. Nhưng mà không biết là phải đúng vào cái tháng 10 này không, là của cái năm Quý Mão này, bị gì năm Mèo tháng Hợi mới lị tuôn dầm về, là tháng Hợi là cái tháng 10 đó quý vị. Nhưng mà trong giáo lý của Đức Thầy á, nói thiệt Úc Đàn á, nhắc đến cái đoạn này á, đinh ninh hoài cầu trời á, nói thật lòng mà nói đó, Đàn cầu trời cho chúng qua chuông đó. Không biết là cái tháng 10 tới đây đó, vào cái ngày 14 tháng 10 tới đây đó nha quý vị, không biết là xảy ra việc gì nha. Nhưng mà cái bài đó Đức Thầy đã báo cho mình biết đó, là cảnh trời mây mịt vẽ lăng hoàng 14 tháng 10 lại khuất trăng đó, giảm diệt thiên cơ càng biến chuyển, mới xem chừng địa lý quá xung xăng đó. Cái địa lý xung xăng và thiên cơ biến chuyển, mà hôm nay mình là cái trí phàm nhân, không biết đến chừng đó là thiên cơ biến chuyển cỡ nào, mà cái là địa lý nó xung xăng cỡ nào. Coi chừng là dời non lấp biển đó, tan điền biển di thương hải đó, mình không biết được cái chuyện đến như thế nào. Nhưng mà Đức Thầy đã báo cho mình là vào cái bài 14 tháng 10 mình đó là lo nghe quý vị. Bây giờ nè, bây giờ là còn nằm trong tháng 9, còn có 10 ngày nữa hết tháng 9 rồi, bắt đầu bước sang tháng 10. Quý cô bác anh chị em trên toàn cầu cố gắng tu nghe. Không tu là đến việc rồi là gian lưng mà chịu đó ạ. À. Chớ Phật đâu cố kịp cho người. Coi như là nếu không tu thì chừng khổ cũng ưng đó, đừng có trách sao không chỉ bảo. Nếu mình không tu rồi là cái trận này không ai cứu được mình đâu quý cô bác. Không có ai cứu được mình hết. Coi như là mình ăn thì mình no, mình uống mới hết khác nha quý vị. Chứ hôm nay mà mình không làm đó là không bao giờ ông Phật nào mà cứu cho mình được hết. Bởi vì cái thời kỳ này là cái thời kỳ trả nghiệp, là không hồi xưa giờ mình gieo rồi đó, là giai đoạn này đó là bao nhiêu cái nợ mình gieo là nó đến nó đòi hết quý cô bác à. Chứ nếu mà trong cái thời kỳ hạ nguyên cùng cuối này mà không á, là nó đến nó đòi rồi á, nó sợ mình giật nợ nó sao, là không có được nghe quý vị. Và vì lẽ đó nó hôm nay đó, Úc Đàn thấy trong cái thời gian này những cái lời của Đức Thầy nói mà nó đã lộ ra hết rồi, mà hôm nay mình không tu đó là không còn cơ hội nào nữa đâu quý vị. Bây giờ ăn chay không nổi, Úc Đàn khuyên quý vị cũng phải ạ, phải nổi, mà không tu cũng phải tu nghe. Mà trận này không tu là đến chừng đó là không còn cái cơ hội để tu đâu đó. Tới chừng đó là không còn là cơ hội để tu đâu. Là cha mẹ bồng con vợ khóc hòa tan nát sớm diện khổ dữ a à, mà nhà không kẻ ở ôi nói trước mà. Nếu chẳng tin lời gặp thiết tha đó, tức là nhà không còn người ở. Thì cái giai đoạn cùng cuối này mà nếu mà mình á là không tu rồi á là mình phải chịu đó. Hôm nay Úc Đàn kêu gọi những người nào có duyên với đệ đó, nghe được cái clip này thì ráng hồi tâm nghe. Là cái cơ hội ngàn vàng, cái dịp may mà hiếm có đó, mà nếu là quý vị mà bỏ trôi qua hoài đó, là ngày tháng mà đến đi đâu kéo ngược, mà năm về về mãi chẳng ngừng ngang, tức là thấm thoát đi qua hoài, thấy trần thế mãi còn lục thuộc, đó muốn tu mà còn hỏi chần chờ đó. Việc thế gian như thể cuộc cờ, thắng dễ thối một hai nước tướng nào quý vị à. Chỉ có một hai nước tướng thôi mà cờ đã thách, còn chờ nước chiếu. Bây giờ chiếu mình một cái thôi là bí đâu quý vị. Ở đây ông Đàn nói chiếu là bí là gì, là bà nói bây giờ mà nó nếu nó dùng hạt nhân là mình bí liền. Nam mô A Di Đà Phật. Nếu mà ở thế giới mà nó nóng với nhau rồi nó hen, nó không muốn cho mình ăn cơm, nó muốn không cho mình thở nữa, nó dùng hạt nhân là giác đó mình đỡ không nổi quý cô bác à, là giác đó bí đó ạ. À. Cờ đã thách mình còn chờ nước chiếu, nó chiếu một cái là trận này là bí đỡ không có được đâu. Hôm nay Úc Đàn gán kêu gọi quý vị mình, bây giờ nó chưa chiếu nè, tức
là nó chưa dùng hạt nhân nè, nó chưa cho mình ăn bơm nè, nó chưa cho ăn tên lửa nè, thì thôi mình cố gắng mình lo mình tu nghe quý vị, không thôi là không kịp đâu. Hôm nay Út Đàn lên đây coi như là nhắc nhớ, là mượn bốn câu trong giáo lý của Đức Thầy chia sẻ lên cho cộng đồng mạng, cho toàn cả thế giới biết rằng trong cái thời kỳ này là tu phải kiếp kiếp đó, nếu không quá trễ chừng đối đầu thì có kiếm đến cùng, hoặc giả là mau mau kiếp kiếp chuyên cần chúng sanh còn có lập thân hội này, cái cơ hội ngàn vàng, cái cơ hội mà dịp may hiếm có, cái cơ hội cùng cuối này mà sắp sửa chiến tranh xảy ra mà vẫn có những đồng đạo đứng lên để gọi nhắc nhở mình, để cho mình biết rằng mình hồi tâm hướng thiện đó. Mong rằng những cái lời chia sẻ hữu ích hôm nay, Út Đàn kêu gọi toàn thể mọi người trên thế giới nếu có duyên lành với đệ đó gán tu nghe, thì hôm nay đó là cái cơ hội cuối cùng, bởi vì rằng là kết thúc rồi, coi như là tồn xiên xưa kia sắp đặt đã lâu, hãy chuyển xây trái đất một bầu đó đặng lừa lọc con tiên cháu Phật đó. Mà hôm nay mình không tu rồi đó là mình không phải con tiên nghe quý vị, mà không tu rồi đó không có quy y với ông Phật là không phải cháu Phật nữa đó, là sau này là Đức Phật không thể nào cứu được ít của bác à. Bởi vì Đức Thầy cho biết là cứu lương hiền chẳng cứu người hung, kẻ gian ác đến sau tiêu diệt. Nam Mô Di Đà Phật. Thì mong rằng Út Đàn hôm nay chia sẻ lên đây, mong quý vị hiểu được và đồng thời cảm thông tha lỗi cho Út Đàn này. Là Út Đàn mục đích lên đây nói chuyện để kêu gọi quý vị tu hành chỉ có bao nhiêu thôi. Thì trong cái thời gian mà lên đây trên dưới cũng vài mươi phút để nhắc nhớ qua giáo lý của Đức Thầy, thì trong khi nói nhiều nhưng mà cái ý cũng có bao nhiêu là kêu gọi, mong rằng làm sao cho quý cô bác mình hiểu được cái cảnh đời trong thời gian này, coi như là đời quân hạ ngày nay mỏng mẻo sắp hết rồi, tức là muốn làm sao cho quý vị giác ngộ để rồi quý vị tu, quý vị là đặng mà quý vị sống còn đặng cứu là dòng họ thân tộc của mình, là cứu coi như là mình là tu hết á, là coi như là tất cả mọi người tu thì mới được hưởng, mà tu hết thì đất nước mình mới được yên bình, mà nếu cả trên thế giới mà tu hết đó hen là không bao giờ có chiến tranh, là coi như là sống trong cái cảnh giống như đời Du Nghiêu Du Thứ vậy đó. Thì hôm nay Út Đàn mong rằng làm sao cái sự chia sẻ hôm nay mong quý vị hiểu được và cảm thông, và những cái lời nhắc nhớ của Út Đàn cho quý vị mình biết rằng mong quý vị mình tu, đó là cái niềm vui nhất trong cái sự trao đổi hôm nay. Lúc nào Út Đàn cũng rất mong cầu điều đó đến với quý vị. Thì trước khi Út Đàn dứt lời cũng không quên cầu chúc cho toàn thể anh chị em trên thế giới này và toàn thể mọi người trong đất nước Việt Nam của mình coi như là hiểu được, biết được cái cảnh đời bây giờ sắp hết, là chiến tranh thế giới sắp bùng nổ, là cái ngày tận diệt, cái cơ trời đã định sắp đến, mà mình đã chưa có hồi tâm thì mau là phải trở lại tìm con đường đạo chân chánh mà tu hành, để sau này dầu cho có tiền đi nữa mình không mua đạo đức được. Thì trước khi Út Đàn dứt lời cũng không quên cầu chúc cho quý vị sớm giác ngộ và sớm tinh tấn tu hành để sau này quý vị được sống còn. Đến đây để xin dứt lời. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật.